Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tài Tám Tếu. Và chủ đề ngày hôm nay rất là hay, đó là phụ nữ có nên chủ động trong tình yêu hay không. Phụ nữ phải chủ động trong tình yêu nha. Hai câu nghe sợ không? Và chủ đề thật sự nó là sợ cơ. Ủa không sợ hả chị? Chứ nó bình thường mà. Em thấy chủ đề nó em bị sợ. Kiếm sợ bây giờ kiếm mới ế đó. Ủa chị, tại sao bây giờ chị hạnh phúc phải không? Chị hạnh phúc mà chị còn lấy trai đẹp cho trẻ nữa. Không, thật ra em thấy như thế này nè. Phụ nữ thì không nên chủ động. Phụ nữ chủ động hay đàn ông chủ động không ai cấm cả. Nhưng mà vấn đề là sau khi bạn chủ động thì người phụ nữ đó còn có giá trị hay không? Wow, giá trị, giá trị. Từ lúc mà để đâu? Có chuyện hay à? Cho đâu gắn lưu duyên vậy á? Hay quá trời. Nói nghe, giá trị hay không là do phẩm chất của con người, chứ không phải là ai chủ động là người đó mất giá trị. Thí dụ như chị đẹp, chị sang, chị quyền quý, chứ chủ động chị bình thường. Thí dụ giờ Khánh Chi với là Như đi, đi đến một cái nhà hàng đó sang trọng, gặp một anh quá đẹp trai, đúng gu của mình. Ví dụ Lâm, ví dụ Lâm đi. Ok, Lâm đang uống champagne nha. Uống cái gì? Champagne. Champagne là gì vậy? Champagne. 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 Ủa champagne. Champagne. Champagne là để đá. Khánh Chi và Như. Dạ. Hai người cùng gặp Lâm. Khánh Chi á, thấy Lâm đẹp trai cái Như thích, Như cũng thích. Dạ. Mà Như bẽn lẽn như để cho Lâm lại ngại. Như là Như thua. Không, Lâm thích Như, Lâm thích Như hơn. Lâm thích Như, nhưng mà Khánh Chi có thể chinh phục được. Ví dụ mình đến mình làm quen, mình nói chuyện, sau đó mình xin số điện thoại, lần sau mình hẹn đi chơi duyên, bỏ Như ở nhà. Trời đất ơi, con gái mà chủ động vậy. Không, chủ động dễ thương mà. Ai qua nói chuyện là anh ơi sao anh đi có mình vậy anh, mà mình đẹp nữa mà, mình phải tự tin chứ. À, không có người con trai nào mà chê người gái đẹp hết. Đúng không? Ai mà chơi thì tại sao tôi không chủ động? Tôi quá liền. Đứng lại. Sao tay công chúa lạnh vậy? Tại sao không? Tại gặp cái người mình thích đó, cảm xúc dâng tràn. Không, nhưng mà nhiều khi con gái mà tấn công nó cũng sợ. Tấn công là chuyện rất nhẹ nhàng. Để đi nhận đây thấy sợ đó. Tự nhiên đi đun 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 nó sợ quá. Đi vậy biết sao? Đi dằn mặt hả Như? Phải có như điệu thôi, điệu chiếm trệ điệu. Không, công chúa điệu hơn. Cứ thế mà điệu hơn các bạn. Không có điệu nhưng mà công chúa mộc mạc. Không có mộc mạc là sao không? Mình giản dị hòa đồng, mình mới đến mình nói chuyện bình thường. Không, đến chuyện mà xã giao thôi. Mình nói mình cho cái máy quay em với công chúa. Không, thật sự là chị nói đúng. Tại vì á, em cũng là một kiểu người đàn ông thích phụ nữ chủ động. Ừ. Nhưng mà cái oái âm đó là khi mà sinh ra cái oái âm hay là chuyện nhân oái âm. Thật sự anh có để ý không? Từ thời tiền sử tới giờ đó là cái gen của người đàn ông là phải săn bắt hái lượm. Bởi vì cái bản năng họ như vậy, cho nên là đối với người phụ nữ, ví dụ thôi nha, ví dụ phụ nữ là một con mồi thì đàn ông họ sẽ thích săn hơn, gọi là cố gắng để mà chinh phục người phụ nữ đó hơn. Bởi vì chị mới có một cái câu đó là đôi khi muốn giả làm gà xem là anh thịt hay là anh stơi. Ghê quá. Đó thì săn bắt cái lượng đó, mà từ khi đăng câu đó chưa thấy ai sơi hết. Nhưng mà đôi khi họ rất là thèm muốn chị mà họ không dám nhắn tin với tại chị. Tại sao? Tại sao vậy? Tại vì chị quá đẹp chẳng hạn. Ví dụ thôi nha. Thôi quay lại nha. Dạ. Ví dụ chị quá đẹp. Vẫn có ví dụ á chồng. Nhiều có người đàn ông mà tao rất rụt rè. Dạ. Thì mình phải chủ động. Ừ. Chứ nếu như gặp một người đó quá dễ thương, nói chung là một người mà Như rất là thích, mà người ta hơi rụt rè, rồi Như cũng rụt rè, thì chắc kiếp sau mới gặp lại. Trời ơi. Mà sân si vậy. Không, cái đó là chuyện rõ ràng. Tôi bảo vệ vấn đề là người phụ nữ chủ động là cái đó, cái quyền của mình. Mình gặp người đó, nếu mình không chủ động, người khác chủ động mất cái người đó. Wow. Sài Gòn này rất đông người, chỉ cần vuột tay nhau thôi là kiếp sau mới gặp lại. Kiếp sau. Nhưng mà công chúa nói là ở Sài Gòn thôi, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thôi. Còn những tỉnh khác là vậy. Sài Gòn á mà vuột tay là kiếp xa gặp lại, những tỉnh khác mà vuột tay là 8 kiếp mới gặp lại. Quá xa đi. Đó, năm ra là Như ơi. Dạ. Như phải suy nghĩ là điều này nha. Dạ, em phải suy nghĩ. Em phải về đầu của chị. Đúng rồi. Em sẽ có hạnh phúc, em sẽ có chồng. Đúng rồi. Còn em mà rụt rè cái kiếm để người ta chủ động thì chừng nào mới tới em. Dạ, nhưng mà cái chủ động nó phải như thế nào? Tại vì không phải chủ động là mình sẽ thành công. Đúng rồi, nhiều khi chủ động là hụt nhỏ này, con gái lứa mà sao chủ động quá vậy? Nè, với người đàn ông mình phải nhìn. Nhìn. Mình quan sát. Nhìn sao? Mình quan sát, mình nhìn. Cho người ta cái nhìn mình hôn. Nếu một người con trai người ta thích mình, ta sẽ nhìn mình. Là mình biết hai người cùng có sở thích nhau thì mình mới chủ động. Mình chủ động là mình dính liền. À, còn nếu như con trai đó bất cần, thấy không? Không gọi con là... Con trai bất cần, nếu người ta không thích mình thì thôi mình gặp người đàn ông khác. Đúng không? Nếu người ta không thích mình thì mình không cần chủ động. Còn nếu như người ta thích mình mà mình thích người ta nữa thì mình phải chủ động. À, chứ không phải là em tưởng là ví dụ như mình thích người con trai đó, mình không cần biết người ta thích mình hay không, mình chủ động mình cua. Cái đó cũng được. Nếu như mình có bản lĩnh, mình đẹp, mình giỏi, mình có thể chinh phục được hết tất cả mọi người. Cái đó cái tự tin của mình. Còn nếu như mình là một người phụ nữ bình thường,
mình thấy người đó hơn mình quá nhiều, thì có thể là mình suy nghĩ lại, mình chủ động có được hay là không. Nếu mình chủ động như vậy, nhiều khi mình lại thất bại, mình sẽ tổn thương nhiều hơn. Còn nếu như mình xinh đẹp, mình tài năng thì mình tự tin, mình chủ động chứ. Chị có hai dạng phụ nữ xinh đẹp, một là một dạng phụ nữ xinh đẹp thật và một dạng là phụ nữ tưởng mình xinh đẹp đó, chị chủ động thua. Nếu mà có người tưởng mình xinh đẹp nhưng mà người ta giỏi, người ta vẫn có thể tự tin. Đúng, có cái giỏi nó bù qua đó em. Nhưng mà thật sự thì người phụ nữ chủ động bây giờ em cho là cũng được đi. Nhưng mà người đàn ông mà để cho người phụ nữ chủ động thì em thấy người đàn ông nó không xứng đáng chị ơi. Wow. Yếu đuối lắm. À. Bây giờ em thấy rất là tội nghiệp phụ nữ nè, vừa sinh ra đã là phải yếu rồi, là tay chân không có mạnh bằng đàn ông. Đúng rồi, phải là đó. Phải sinh con, không có đó bị liệt chị ơi. Không ai yếu đuối mà vậy hết đó chị. Phụ nữ gì kia chị? Ý là yếu đuối á. Yếu đuối cái tay nhẹ nhàng vậy thôi, thể hiện cái sự yếu đuối, không có ai phụ nữ yếu đuối mà vậy. Tại vì phụ nữ sinh ra là để được bảo vệ. Nhưng mà người đàn ông mà để cho người phụ nữ chủ động á, riêng em thấy người phụ nữ đó ok, bây giờ quen được anh này nhưng mà để lâu dài hay không, để anh này che chở mình hay không thì ôi, em không tin chắc. Đúng rồi, đi đâu cũng phải đàn ông chủ động, xuống xe một cái là đàn ông phải mở cửa cho phụ nữ đúng không? Đúng rồi. Không lẽ tất cả mọi thứ đều là phụ nữ chủ động hết là không được, không hợp lý. Tội nghiệp phụ nữ quá. Đúng rồi. Dạ. Tại vì nhiều khi á, một cái chủ động nhỏ của mình thôi, mình chủ động nhỏ một, con trai chủ động 10. Đúng không? À là thoảng vậy. Vậy khi chị đồng qua nè, anh ơi uống với em một ly cà phê, tự nhiên là người ta tràn ra hết. Đâu có cái gì con gái phải chủ động hết. Chủ động một cái đầu thôi, nhỏ xíu thôi. À là bắt đầu chủ động nhẹ thôi. Bắt đầu nhẹ thôi. Cái đó gọi là bật đèn xanh. Đúng, bật đèn xanh. Vẫn là chủ động. Chứ đâu phải gì mà suy nghĩ quá to tát. Chủ động mở đầu để cho câu chuyện nó tiến triển tốt đẹp hơn. À, là cái cuộc tình của công chúa là công chúa chủ động hay là người yêu công chúa chủ động? Công chúa với người yêu công chúa, hai người gặp nhau đều thích nhau. À, công chúa chủ động bằng cách duyên dáng, công chúa cũng chứng nhìn. Duyên dáng. Ừ, tao biết duyên dáng luôn. Duyên dáng chưa? Ừ, quy định. Cười, chứ là cười. Mình nhìn người ta, mình thân thiện, mình cũng ly, mình uống nước, mình hỏi thăm. Cái đó người ta cũng tự hiểu, biết cùng được ly, là mình nước. Bật đèn xanh. Cùng ly là mình gặp trong quán nhậu hay sao mà cùng ly uống nước đó là gặp ở trong chỗ hát, xong rồi hai người đi ra quán nhậu nhậu. À, nhậu. Không, nhưng mà con gái ngày đầu tiên nhậu cũng sợ chứ. Anh ơi, vô đi em. Anh về. Không có. Chủ động không. Là chủ động quán nhậu hả công chúa? Cũng lấy bình thường thôi. Nhưng mình nói chuyện thân thiện, mình cởi mở. Cởi mở luôn rồi. Đâu ý là mình mở lòng ra hơn. Mở lòng ra. Thôi. Một cách sang trọng, nhẹ nhàng. Nhưng mà là nhẹ nhàng hả chị? Phụ nữ có cách làm cho đàn ông người ta biết là mình có tình cảm với người ta. Sao em không biết ta? Ví dụ gặp nhau, chị mến em phải không? Hai chị em mình đi quay giống như hôm nay nè. Yeah. Đi quay đi xong rồi bước ra. Chị mến em, Khánh ơi, đi ăn với chị không? Bình thường, đó là cái chủ động. Rất là nhẹ nhàng. Em cũng không thể biết là chị thích em. Ví dụ tiếng chữ tốt đẹp thôi, không thích chị vẫn là bạn bình thường. Chị cũng không thiệt thòi gì hết. Nhưng mà thật sự em thấy nếu như mà đúng á, thì người phụ nữ nên chủ động trong cái tâm trí thôi. Bên ngoài đừng nên cho người đàn ông thấy một chút xíu nào gọi là mình chủ động á. Trong thì... tâm trí rồi sao anh ta tâm trí thì sao? Ví dụ thích mày quá đi. Công chúa thích quá rồi bây giờ. Đây, Khánh chị thích em. Rồi, thì người phụ nữ trong tâm trí là tao phải chủ động nhưng mà ngoài mặt phải lạnh như tiền để cho người đàn ông họ có cảm giác là cô ta nghĩ gì ta, cô ta làm gì ta, cô ta muốn thích mình không. Dạ hiểu rồi, bằng chứng sống nè. Số nào chị cũng sống. Tỏ vẻ lạnh lùng đó, người ta đi luôn nha chứ người ta không đến. Thà là người ta đi luôn bởi vì người ta không hợp chị, nhưng nếu như mà chị lạnh lùng đến mức một ngày nào đó chị tìm được người đàn ông xứng đáng của cuộc đời chị sẽ hạnh phúc. Vậy đợi tới chừng nào lúc đó nó đóng băng luôn á. Nè chị nói nghe nè, một người con gái gặp một người con trai, biết đâu ngay cái thời điểm đó một người con gái nó thích người con trai nó nhiều hơn thì người con gái có thể chủ động. Nhưng mà khi vô cuộc thì người con trai lại yêu người con gái nó nhiều hơn. Quan trọng cái đường dài, ai chủ động không quan trọng. Và thời buổi bây giờ là buổi 4.0, không phải năm 1975. Anh nói gì đi, tim này ba người mà chị làm không lợi. Sao vậy anh phải nói gì đó chứ? Tại vì khi mà công chúa nổi tiếng là tụi mình mới nổi thôi. Tụi mình ở dưới quê cái bây giờ cái kiến thức của bà quá nhiều với lại cái trải nghiệm của bà quá nhiều. Cho tụi em hợp nội bộ một xíu. Khoan, bây giờ trong thời gian mà chúng ta hợp nội bộ á thì chúng ta phải xin nghỉ cái đã, đúng không? Nghỉ lấy năng lượng chứ mình nhắm mình làm không lợi. Để chị xin phép cái nha, mọi người nắm tay nhau. Okay. Quý vị khán giả đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Đón xem tài 8 tếu 19 giờ chủ nhật trên HTV7, 19:30 chủ nhật trên YouTube Madison Media Group.